gia đình Việt Hồng sức khỏe vô biên, một ý chí vững vàng, công ty càng ngày càng phát triển bền vững. Chúc cho buổi tổng kết của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin kính mời quý vị cạn ly và chúng ta sẽ bắt đầu nhập tiệc trong bữa tiệc ngày hôm nay.